Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 86, Hiểm nghi 1 Tần Hoan đeo mặt nạ, một tay cầm đèn hoa lan còn một tay kéo tả váy lên, vừa đi vừa chạy vào bên trong con ngõ tối. Trong ngõ nhỏ có khoảng 4, 5 người cũng đang đi về sân khấu của song Thanh Ban ở bên này tần hoan nheo mắt nhìn lại bóng lưng kia cực kỳ giống với nhạc thanh nhưng lại đang đi tuốt ở đằng trước không hề dừng lại nàng không hiểu hắn muốn đi đến chỗ nào tần hoan dừng bước lại quan sát xung quanh ngõ này vừa nhỏ vừa dài càng đi sâu vào bên trong lại càng tối đen như mực nàng chỉ có mỗi một mình nên thật sự không dám tiếp tục đi vào nữa nàng đang do dự thì bỗng nhiên nhạc thanh ở phía trước lại dừng bước tần hoan nhíu mày rồi thử đi tiếp ba bước nàng vừa bước thì nhạc thanh cũng tiếp tục đi. Trong lòng tần hoan lấy làm kỳ lạ, sau khi nàng phản ứng kịp thì ngay lập tức dừng lại. Quả nhiên nàng dừng lại thì đối phương cũng dừng, tần hoan nheo mắt, người này biết nàng đang đi theo hắn, hơn nữa có vẻ như hắn đang cố tình muốn dẫn nàng đi vào trong mõ nhỏ này. Nàng và hắn đứng cách nhau khoảng 7, 8 trượng, tần hoan nhìn bóng dáng hắn thì lông mày càng nhíu chặt lại nàng nhớ rất rõ hôm nay nhạc thanh cũng mặc một bộ áo choàng giống hệt thế này thế nhưng nếu là nhạc thanh thì tại sao lại không trực tiếp đến tìm nàng mà lại phải dùng loại phương pháp kỳ quái này dẫn dụ nàng đi về phía trước còn nếu hắn không phải là nhạc thanh thì sẽ là người nào đây nghĩ đến đây tần hoan lại bắt đầu bước tới nàng vừa cất bước thì người kia cũng bắt đầu đi tần hoan lập tức nhíu mày kỳ lạ thật nếu như người này có ác ý với nàng thì tại sao lại cứ giữ khoảng cách thế này Nghĩ đến đây tần hoan đã không còn sợ hãi như ban nãy nữa. Nàng một tay nhấc đèn, một tay âm thầm lấy hàn nguyệt trong áo ra nắm thật chặt. Nàng bước rất chậm rãi thế nhưng người đằng trước lại đi nhanh hơn. Nàng quan sát một lúc cho đến khi thấy khoảng cách hai người ngày một xa thì mới bắt đầu bước nhanh theo. Kinh nghiệm trước đây khiến cho Tần Hoan thích tìm tòi nghiên cứu hơn so với người bình thường. Cũng do mỗi một vụ án qua tay phụ thân, đều dựa vào việc phụ thân phải cẩn thận tỉ mỉ tra xét chân tướng đến cuối cùng thì mới rõ ràng được tần hoan đã được trải qua khổ cực lớn nhất của cuộc sống cũng đã được nếm trải nhân tính hung tàn cực điểm cho nên nàng biết người đằng trước có khác thường nhưng nàng hoàn toàn không có lựa chọn nào khác nàng đi chậm thì người đó đi nhanh còn khi nàng đi nhanh thì hắn càng đi nhanh hơn đến sau này tần hoan đã bắt đầu đi chậm lại nhưng đúng là nàng mặc váy dài rất không tiện một tay cầm đèn một tay cầm Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt thì đương nhiên không thể vứt bỏ nên nàng quyết định vứt đèn đi rồi nhấc váy đuổi theo bóng người vừa chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Giống như sau khi trải qua bóng đêm sâu thẳm thì có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Nàng chạy khoảng 3, 5 trượng nữa thì thấy ngay chỗ lối ra tràn ngập ánh sáng. Mà bóng dáng kia lúc chạy đến cuối ngõ lại dừng lại một chút, có vẻ như đang đợi nàng, đến khi hắn thấy nàng lại gần rồi thì mới bắt đầu chạy vụt đi về phía bên phải. Tần Hoan thấy sắp để mất mục tiêu nên không dám chậm trễ, ngay lập tức đuổi theo. Đợi đến lúc Tần Hoan đầu đầy mồ hôi chạy đến cửa ngõ thì thấy con đường này thực chất chưa đầy tháp đèn, mà bởi vì có sân khấu của sông Thanh Ban nên dân chúng ở đây cũng nườm nượp bỏ sang phố bên đó, khiến cho phố này có vẻ trống vắng thưa thớt hẳn lên. Tần Hoan ngẩng đầu lên nhìn sang bên phải, chỉ thấy hai tiểu nương tử đang đi về hướng nàng còn bóng dáng nam tử giống nhạc thanh kia đã không còn trông thấy đâu nữa. Tần Hoan nhất thời mê man, chẳng lẽ người đó dẫn nàng đến đây chính là để cho nàng xem tháp đèn ở đây? Tần Hoan tiến lên hai bước, tháp đèn đúng thật rất đẹp, nhưng nàng cũng đã từng được nhìn thấy những tháp đèn lộng lẫy uy nghiêm hơn thế này nhiều rồi, hiện tại nhìn sang, cho dù vẫn thấy cảnh đẹp ý vui nhưng cũng không đến mức phải đi vào trong mõ dài tối đen để đi sang đây. Mà ngực kia, nếu là người quen của nàng thì chắc chắn sẽ cùng nàng nói chuyện đàng hoàng. Còn nếu là người không quen thì vì sao lại cố tình dẫn nàng đến đây? Trong lòng tần hoan hơi mê man, nàng nhíu mày nhìn sang tiểu lâu trà quán bên phải, đang phân vân không biết có nên đi vào tìm hay không. Hôm nay là lễ thu tịch, hàng quán hai bên đường đều đầy ngập khách khứa, ngay từ xa tần hoan đã có thể nghe thấy tiếng chơi đoán số từ bên trong truyền ra. Mấy chỗ này đều là chỗ đông người nhiều mắt, nếu người đó muốn giấu giếm thân phận thì chắc chắn nàng sẽ không tìm ra được rồi thế nhưng mục đích hắn dẫn nàng đến đây là gì nàng yên lặng đi tiếp về phía trước mấy bước sau đó mới dừng lại nhất định là có nguyên nhân thậm chí hắn còn cố gắng giữ khoảng cách với nàng cho nên người đó có lẽ nàng đã gặp rồi hoặc thậm chí còn quen biết vậy rốt cuộc là ai tần hoan ngước mắt nhìn nhìn lên đằng trước Hai tiểu nương tử kia thấy trên mặt nàng đeo mặt nạ dài trải thì ghét bỏ đi né sang một bên nhường đường cho nàng. Mà ngoại trừ hai tiểu nương tử này thì bên phải phố đã không còn ai khác. Tần Hoan lại đứng ở đó một lúc lâu rồi xoay người nhìn về phía bên trái, vài bóng người cũng đang đi về phía trước, nhất định là cũng muốn đi sang xem kịch của Song Thanh Ban. Trong lòng Tần Hoan cũng khẩn trương hẳn lên, người kia bị mất dấu. Nói cách khác thì mục đích của hắn trên cơ bản đã đạt được rồi. Rốt cuộc là vì sao chứ? Trên đường này chỉ còn có mỗi tháp đèn thôi. Trong lòng dùng mình, lưng tần hoan đột nhiên cứng đờ, tháp đèn. Đang nghĩ ngợi thì tần hoan nghe được tiếng, rắc rắc, rất nhỉ. Hình như là tiếng dây thừng bị chặt đứt, lại hình như là thân cây che bị chặt đứt. Ngay sau đó một luồng gió mạnh như thái sơn áp đỉnh chợt đổ ập xuống ngay chỗ tần hoan đứng nàng sợ hãi quay đầu lại nhìn lên, một tháp đèn cao ba tầng lầu đứng sừng sững bên cạnh đang đổ sụp xuống. Tay cầm hàn nguyệt siết chặt, nàng nhắm mắt lại theo bản năng. Khung của tháp đèn lồng này đều được làm bằng gỗ, bên trên dùng thanh tre biện lại như tấm lưới với những ô vuông nhỏ, sau đó mới treo đèn lồng lên. Hiện tại tháp đèn đang sập xuống đầu nàng mỗi cây gỗ đều to khoảng chừng cái bát canh, giá gỗ bản thân đã nặng, lại cộng thêm mấy trăm ngọn đèn lồng treo bên trên. Tần Hoan gần như có thể tưởng tượng được bản thân mình sẽ đau đớn đến thế nào. Không, có lẽ nàng cũng không cảm giác được, bởi vì đầu của nàng đã bị đập nát rồi. Trong lòng Tần Hoan biết trốn không thoát, đối mặt với nguy hiểm nên cơ thể đột nhiên cứng đờ, cộng thêm thất thần và lo sợ nên nàng chạy không kịp, nàng chỉ có thể nhắm chặt mắt lại. Nhưng ngay tại lúc nàng cho rằng giá gỗ kia sẽ nện lên người mình thì bỗng nhiên có một luồng gió mạnh phóng đến. Tần Hoan còn chưa kịp phát hiện ra thì có một bàn tay to đã nắm lấy eo mình, sau đó một vòng tay mạnh mẽ đã ôm chặt lấy nàng. Người đến nhanh như chớp giật, hắn bổ nhào đến ôm lấy nàng, trong lúc nàng còn đang cảm thấy trời đất quay cuồng thì hắn đã ôm nàng lăn xuống đất được hai vòng. Ngay sau đó một tiếng rầm vang lên rất to, Tần Hoan cảm thấy người đang đè bên trên mình kêu hự một tiếng nàng mở mắt ra thì ngay lập tức đập vào trong mắt nàng là khuôn mặt trắng bệch của yến chi nàng lại quay sang bên cạnh nhìn tháp đèn to sừng sững ban nãy đã bị đổ sập xuống mặt đất vỡ tan thành những mảnh nhỏ đèn lồng bị văng đi khắp nơi cái thì nằm lăn lóc cái thì bốc cháy mà yến chỉ ôm nàng lăn đến phía dưới da gỗ thứ đang đập vào lưng hắn chính là tấm lưới tre có mọn đèn treo phía trên Mặc dù chỉ là lưới che thế nhưng rơi xuống từ một chỗ cao như thế thì tần hoan cũng có thể tưởng tượng ra đau đớn khi thanh che đập vào người. Khóe môi nàng khẽ nhếch hoàn toàn không nghĩ đến Yến chỉ lại xuất hiện ở đây. Điện hạ sao lại? Còn chưa nói hết câu thì tần hoan chợt thấy trên tay hơi ấm áp, nàng nhấc tay mình lên thì thấy cả bàn tay mình đỏ tươi khiến cho tim nàng đập mạnh. Ngay lập tức nàng định bò ra khỏi giá gỗ thế nhưng Yến chỉ lại giữ chặt vai nàng lại, nàng thấy hắn trao mày rồi sau đó trông đỡ thân thể nặng nề của hắn lên cách xa khỏi người nàng. Tấm lưới che khổng lồ kia cũng được hắn nâng lên trên lưng, tần hoan vội vàng bò ra ngoài. Nàng vừa ra khỏi thì yến trì cũng thoải mái hơn nhiều, tần hoan thấy mơ u bàn tay hắn nổi gân xanh, sau đó hắn dùng lực cánh tay rồi rất nhanh nâng lưới che lên. Chống đầu gối phóng ra ngoài trước khi cả cây giá gỗ hoàn toàn sập xuống. Trên mặt hắn rất ung dung thoải mái, nhưng tần hoan vẫn nhớ rõ máu tươi trong tay mình nàng cố không hỏi yến trì làm sao lại xuất hiện ở đây mà chỉ vội vàng chạy ra đằng sau lưng hắn nhìn thế nhưng nàng vừa đi được một bước thì yến trì đã giữ nàng lại hắn kéo nàng lùi lại hai bước ngước mắt lên nhìn xa nhà của tử quán nơi mà ban đầu dùng để cố định tháp đèn vừa nhìn lên đã thấy một sợi dây thừng to như miệng chén không biết tại sao lại bị chặt đứt hiện tại vẫn còn sót lại một đoạn dính ở trên xa nhà chỉ trong khoảnh khắc, người làm và khách nhân bên trong tử quán trà lâu xung quanh đều đi ra ngoài. Ai cũng không nghĩ đến tháp đèn đang yên đang lành lại đổ xuống. Mọi người nhìn thấy Yến Trì và Tần Hoan, có mấy người tận mắt chứng kiến mọi chuyện nên đang miêu tả lại hoàn cảnh lúc đó sinh động như thật. Chính là nhờ vị công tử anh Tuấn này, nếu không thì vị tiểu nương tử kia khó giữ được cái mạng nhỏ rồi. Một tòa tháp đèn to như vậy, ngay cả châu cũng sẽ bị đè chết bà nãy ta thấy cũng đè lên vị công tử kia rồi, thế nhưng tại sao trông hắn lại như không có việc gì xảy ra thế nhỉ? Trông như là một vị cao nhân, có khi có cái thần công hộ thể gì đó. Dân chúng nghị luận nhau nhau, mồ hôi lạnh tần hoan lại chảy xuống như mưa, nàng biết rõ mục đích của người kia chính là tòa tháp đèn này. Suốt nữa nàng muốn ngay lập tức lao vào tiểu lâu này tra hỏi thế nhưng nghĩ đến vết thương của Yến Trì nên nàng không dám sơ suất. Điện hạ đã chảy máu chắc chắn là miệng vết thương đã nứt ra rồi. Điện hạ, chúng ta bắt buộc phải quay về xe ngựa để ta trị thương cho người. Yến chỉ trao mày, cứ như không nghe thấy lời Tần Hoan nói. Vì sao ngươi lại đi đến đây? Lông mày Tần Hoan cũng nhíu chặt lại. Điện hạ, phải trị thương trước đã. Yến chỉ quay sang nhìn Tần Hoan, ánh mắt thâm trầm của hắn như ẩn chứa một vực nước xoáy, dường như muốn hút nàng vào bên trong. Đột nhiên hắn buông tay Tần Hoan ra, quay người lại rồi đi đến bên cạnh giá đèn. Tần hoan tưởng là hắn muốn làm gì, nhưng chờ đến khi hắn đứng lên thì lại nhìn thấy trên tay hắn đang cầm một ngọn đèn hoa lan. Tần hoan nghẹn lời. Điện hả, ngươi là vì đuổi theo ai? Gấp đến mức ngay cả đèn cũng ném đi. Tần hoan nhìn thẳng vào ánh mắt thâm trầm đó của hắn, trái tim nàng khẽ đập chậm một nhịp. Phải, vừa rồi ta bị tách khỏi tiểu quận chúa, nửa đường nhìn thấy bóng lưng của một người nhìn rất giống nhị công tử hầu phủ, người đó tựa như cố tình dẫn ta đến đây. Ta đi hắn mới đi, ta không đi thì hắn cũng ngừng lại, ta không biết hắn là ai cho nên cứ đi theo thẳng đến đây. Đèn này, bọn ta tìm thấy quận chúa, nàng nói ngươi bị lạc cho nên ta mới đi tìm, đèn này ta nhặt được bên trong con ngõ nhỏ kia. Nói xong Yến chỉ đưa đèn hoa lan đến cho nàng. Tần Hoan nhìn ngọn đèn hoa lan gần như hoàn hảo không có tổn hao gì thì trong lòng hơi ấm áp đèn này nàng đã ném xuống đất một lần rồi lại bị hắn nhặt được vừa rồi hắn cứu nàng lại quăng xuống một lần nữa vậy mà lại không bị hỏng tần hoan nhận lấy đèn đang định nói chuyện thì từ trong mõ nhỏ bên trái chuyển đến vài tiếng người lo lắng hô hoán tần hoan xoay người lại thì thấy đó là nhạc ngưng và mấy người nhạc giá cùng nhau chạy đến bọn họ nhìn tần hoan và yến trì sau đó lại nhìn sang tháp đèn đổ sập trên mặt đất vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc lo lắng nhạc ngưng hỏi luôn Ngươi làm sao rồi, có bị thương không? Tần Hoan vội vàng lắc đầu. Ta không sao, có điều chỉ điện hạ có chuyện rồi, xin quần chúa an bài một vị trí, ta muốn trị thương cho chỉ điện hạ. Mấy người nhạc ngưng đều là những người không tầm thường, bọn họ đã ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí cho nên trong lòng cực kỳ lo lắng. chương 87 Sau khi nhạc thanh đỡ thái trưởng công chúa lên thuyền đã muốn chuồn đi tìm Tần Hoan, thế nhưng lên thuyền rồi thái trưởng công chúa lại kêu hắn ra nói chuyện thân thể thái trưởng công chúa đã chuyển biến tốt lên nhiều hắn không nỡ lòng cự tuyệt nên đành phải nghe theo mặc dù biết là phải tận hiếu thế nhưng tưởng tượng đến tần hoan và những người khác được chơi đùa trong hội đèn thì nhạc thanh lại đứng ngồi không yên đang lúc nhạc thanh cảm thấy được chính mình sắp chịu đựng không nổi muốn chuồn đi thì hạ nhân đã đến báo tần hoan trở lại rồi ủa Sao bọn họ nhanh như vậy đã quay về rồi? Nhạc Thanh vui mừng đến mức không lời nào có thể miêu tả được, thái trưởng công chúa liếc hắn một cái rồi chọc ghẹo. Bọn nó mà không quay về thì con cũng không ngồi nổi nữa, con vẫn còn trách người ta về sớm nữa sao? Nhạc Thanh xấu hổ cười trừ. Xem tổ mẫu nói kìa, Tôn Nhi đương nhiên là cam tâm tình nguyện ngồi nói chuyện với người. Tuy là nói như vậy nhưng người hắn cũng đã đứng lên nhìn về hướng cửa khoang thuyền vừa nhìn đã thấy nhạc ngưng vén rèn đi vào, thấy khuôn mặt bình tĩnh của nhạc ngưng thì trong lòng nhạc thanh hơi hồi hộp, đã xảy ra chuyện gì? Tổ mẫu, chỉ điện hà bị thương, cần tìm một gian phòng sạch sẽ để trị thương cho hắn. Tiểu thất bị thương. Thái trưởng công chúa lập tức đứng lên, nhạc thanh thấy thế cũng vội vàng đỡ lấy, bà run run dày dày đi ra ngoài. Sao lại bị thương, nhanh đến phòng bên cạnh, chỗ đó đã dọn dẹp xong từ đầu, dùng chỗ đó trị thương thì không còn gì tốt hơn. Thái trưởng công chúa bước nhanh ra ngoài, ra đến cửa liền nhìn thấy tóc mai tần hoan hơi toán loạn, trên tay nàng cầm một mọn đèn và một tấm mặt nạ đang đứng bên cạnh yến chỉ sắc mặt trắng bệch, bà khẽ người đã thấy mùi máu tươi gây mũi tràn ngập trong không khí. Tần hoan nhún người hành lễ với thái trưởng công chúa, không kịp hàn huyên giải thích gì chỉ đi thẳng sang phòng bên cạnh. Điện hạ, nhanh lên. Tại bờ hồ lệ thủy, chỗ tốt nhất để trị thương đương nhiên là thuyền đèn của An Dương Hầu Phu. Nhạc giá muốn biết ngọn nguồn nên đã cùng với Ngụy Môn Chi ở lại chỗ tháp đèn vừa sập xuống để điều tra rõ ràng. Nhạc ngưng và Tần Hoan cùng với Yến Trì cùng nhau quay về thuyền. Vừa vào đến trong phòng thì Tần Hoan đã nói. Xin điện hạ cởi y phục ra. Phòng bên cạnh không tính là to. Cộng thêm mấy lời này vừa nói ra thì Thái trưởng công chúa và mọi người cũng đều lui ra ngoài vừa ra khỏi cửa thì thái trưởng công chúa đã kéo nhạc ngưng lại để hỏi chuyện. Nhạc ngưng giải thích duyên cớ trước sau khiến cho trong mắt thái trưởng công chúa lại hiện ra sát khí. Thanh Nhi từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh ta, đương nhiên sẽ không chạy đến bên đó. Thế nhưng chắc chắn Hoan Nhi không tùy tiện nhìn nhầm cho nên người kia chính là cố ý, cố ý dụ tần hoan đi qua đó rồi hại nó. Tháp đèn là của nhà nào? Dừng lên bên ngoài cửa tiệm của ai? Nhạc ngưng vội nói. Tháp đèn là của tôn gia ở thành đông, dừng ở bên ngoài một tử quá, đại ca và ngụy công tử đã ở lại đó để điều tra rồi. Vì trì điện hạ bị thương nên bọn con phải quay về đây trước. Nhạc ngưng hơi ngừng lại rồi nói. Tổ mẫu đã loại trừ khả năng đây là chuyện ngoài ý muốn. Thái trưởng công chúa gật đầu, bàn tay ra sức đập vào mép thuyền. Thật sự là không thể có chuyện ngoài ý muốn, vậy mà lại có người động sát tâm với hoan nhi, những người này rõ là thái trưởng công chúa tức giận đến mức tiếng nói không thông, nhạc ngưng vội vàng vuốt vuốt sống lưng người. Nhạc thanh lại nhìn sang cánh cửa khép hờ của phòng bên cạnh mà trao mày, thiếu chút nữa tần hoan đã bị người ta hại, hắn lại ở trên thuyền không biết gì hết, hắn quả là thất trách khi không bảo vệ được nàng đến cùng. Còn nữa, nếu người cứu tần hoan là hắn thì tốt rồi. Cũng may có tiểu thất, nếu không thì ta thật đúng là... Đang nói chuyện, Giang Thị và Nhạc Quỳnh vốn đang đi phát đồ cứu trợ cũng đã quay lại thuyền. Giang Thị bước nhanh đến. Mẫu thân, xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là Hoan Nhi bị thương hay là Trì Điện Hạ bị thương? Nhạc ngưng vội nói. Là Trì Điện Hạ cứu Tần Hoan cho nên mới bị thương. Nói xong Giang Thị nhìn thoáng qua cửa phòng bên cạnh, cũng không biết là bà đã thấy cái gì, vẻ mặt đau lòng hẳn lên. Nhạc Quỳnh cũng đã nói chuyện xong với Thái trưởng công chúa. Mẫu thân, người xem có cần báo quan hay không? Thái trưởng công chúa liền hỏi. Hoác chi phủ à? Nhạc Quỳnh lắc đầu. Hôm nay Hoác chi phủ chưa đến, con thấy trên thuyền nhà hắn chỉ có vài gia phó thôi. Thái trưởng công chúa lắc đầu. Thế thì thôi, cho Hoan Nhi trị thương cho tiểu thất xong rồi thì nghe ý kiến của nó xem sao. Nhạc Quỳnh gật đầu rồi quay sang nhìn phòng bên cạnh. Hy vọng vết thương không nặng. Bên trong phòng, Yến Trì cởi áo ngoài đẫm máu ra, sau đó lúc hắn cởi áo trong thì tần hoan cũng sừng sốt cả người đèn trong khoang thuyền rất sáng chiếu rất rõ ràng lên da lưng yến trì cho nên vết thương cũng rõ ràng để lộ ra vết thương cũ của yến trì chưa lành hiện tại trên vại lại có thêm nhiều thương tích mới từ lúc lưới trúc đè xuống đã tạo ra một vết bầm xanh tím trên bà vai yến trì còn thứ khiến hắn đổ máu chính là cây đinh lồi ra bên trên giá gỗ đinh chọc vào thịt ngay bên cạnh vết thương cũ lúc hắn cố sức nâng giá gỗ lên thì cây đinh kia càng xé rộng miệng vết thương của hắn ra. Tần Hoan nhìn thấy thế liền cảm nhận được đau đớn khôn nguôi. Làm sao thế, một chút vết thương nhỏ mà thôi, lại không biết xuống tay thế nào rồi hả? Giọng nói Yến Trì vừa thoải mái vừa lạnh nhạt, Tần Hoan lại cảm thấy cổ họng khô khốc, nàng tiến lên móc khăn tay của mình ra, cẩn thận rửa sạch miệng vết thương bị đinh móc rách ra của Yến Trì, sau đó nói đa tả ân cứu mạng của điện hà khóe môi yến chỉ hơi cong muốn tả như thế nào tần hoan tập trung ánh mắt suy nghĩ một lát sau này nếu như cần đến tần hoan tuyệt đối sẽ không đòi điện hà một xu tiền chữa bệnh nào yến chỉ khẽ cười bà vai hơi rung khiến cho máu trong vết thương lại chảy ra nói như vậy hóa ra ta kiếm được món hời rồi dù sao phí chữa bệnh của cửu cô nương cũng không hề rẻ tần hoan không nói nữa Nàng tập trung rửa sạch miệng vết thương mới rồi đổi khăn đắp thuốc khác lên vết thương cũ. Yến Trì vừa vận công chạy như bay, lại vừa cứu nàng nên miệng vết thương đã nứt ra rồi. Tần Hoan dè dặt cẩn thận không dám phân tâm, mãi cho đến khi cảm thấy được Tần Hoan thở phào một cái, dường như đã rửa sạch xong vị trí khó khăn nhất thì Yến Trì mới lên tiếng. "Hôm nay ngươi có thể nghĩ đến người kia là ai?" "Đương nhiên là người không muốn để cho ta nhúng tay vào án tử của Tống tiểu thư." Tần Hoan dừng lại một chút rồi khẽ nói. Nếu không phải hung thì thì chí ít cũng chính là đồng lõa. Lần trước đóng giả nữ thi không đầu dọa người, sau đó lại tung ra lời đồn nhảm chê trách ngươi, hiện tại trực tiếp muốn ngươi chết. Xem ra người đó đã biết ngươi năm lần bảy lượt đi nghiệm thi, thậm chí cũng đã biết người đến nghĩa trang nghiệm thi rồi, hắn sợ ngươi lại tra ra manh mối mấu chốt nên mới xuống tay với ngươi. Giọng nói Yến chỉ lạnh lùng nghiêm nghị y hệt như lúc đứng nghiệm thi cùng với Tần Hoan. Tần Hoan cũng nghĩ đến điểm này. Lần đầu tiên nghiệm thi là ở Hầu Phủ, đông người nhiều mắt, lần thứ hai nghiệm thi ở trong Nghĩa Trang lại có rất ít người biết. Hầu Gia và Phu Nhân, Thái Trưởng Công Chúa, Ba Huynh muội Nhạc Gia, Hoác Chi Phu và Hoắc Ninh, bọn họ cũng sẽ không nói ra ngoài. Yến chỉ nghe thấy nàng điểm danh từng người sau đó nhớn mày. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy là ta, á? À. Tần Hoan đang tháo vải bông băng bó sau lưng Yến chỉ xuống, Thuốc đắp trên vải và thịt trên miệng vết thương dính lại với nhau, lúc Tần Hoan tháo vải ra cũng đồng nghĩa với vết thương bị xé rách, đau đớn không chịu nổi. Thế nhưng tay Tần Hoan không hề loạn. Đương nhiên là không, Điền Hà sẽ không hại ta xong lại đi cứu. Yến chỉ trao trao mày, tức giận trong lòng hiện tại mới vơi đi một ít. Tần Hoan bôi thuốc lên vải bông một lần nữa rồi lại băng bó cho hắn. Thái dương Yến chỉ đã chảy ra mồ hôi lạnh. Ngươi có nói lỡ miệng ra ở đâu không? Tay tần hoan ngừng lại một lát. Đương nhiên là không. Chữ, có, còn chưa kịp nói ra thì bỗng nhiên tần hoan khựng lại. Trong đầu nàng hiện lên một khung cảnh. Hôm đó ở An Dương Hầu Phủ, nàng và nhạc ngưng gặp ngụy Môn Chi. Nhưng lần đó nàng đã cảm thấy bản thân mình cũng đã che giấu rất tốt. Chẳng lẽ chính là hắn? Tần hoan nghĩ đến điều này không khỏi lạnh bốt sống lưng. Nếu tính như vậy, Thời điểm lần đầu tiên nghiệm thi thì Ngụy Môn Chi cũng có mặt, cho nên sau đó mới đóng giả nữ thi không đầu dọa người. Tần Hoan trao mày, nhưng hắn có động cơ gì? Người đang nghĩ đến cái gì? Yến Trì xoay người lại, liếc mắt sang nhìn vào gương mặt đang tràn ngập suy nghĩ sâu xa của Tần Hoan. Tần Hoan hoàn hồn, nàng lắc lắc đầu. Không có gì. Yến Trì nheo mắt, đáy mắt u ám đáng sợ như địa ngục ngay cả giọng nói hắn cũng mang theo nguy hiểm người đang nói dối lời này là hắn có vạn phần khẳng định tần hoan mấp máy môi nói ta chỉ đang nhớ lại hôm đó ta và tiểu quận chúa gặp ngụy công tử hắn nói hắn không biết tống tiểu thư ở trong nghĩa trang thế nào ta chỉ trả lời một câu là tống tiểu thư tất cả đều rất tốt phản ứng đầu tiên của hắn là hỏi ta có đi nghĩa trang hay không lúc ấy ta che giấu nên hắn cũng không hỏi thêm nữa yến chỉ nhăn mặt Hoác Chi Phủ đã điều tra qua, hắn cũng không phải là người thuận tay trái. Tần Hoan cười khổ. Cho nên mới không có ai nghi ngờ hắn, có lẽ cũng là bản thân ta suy nghĩ quá nhiều. Yến chỉ lắc lắc đầu mà không nói chuyện, Tần Hoan bôi thuốc cho hắn xong liền quẳng áo ngoài dính máu của hắn sang bên cạnh. Áo này không mặc được nữa, Điền Hà cứ mặc tạm áo trong đi đá. Yến chỉ cẩn thận kéo áo trong lên rồi buộc lại nút áo, Tần Hoan thở dài miệng vết thương sau lưng điện hà lại vỡ ra thêm lần nữa ước hẹn bảy ngày ta chỉ sợ không thể hoàn thành điện hà định khi nào rời đi yến chỉ liếc mắt nhìn tần hoan một cái chuyện này ngươi không cần lo ta ở lại một ngày thì ngươi chữa cho ta thêm một ngày là được tần hoan gật đầu nghĩ đến tất cả mọi người còn đang chờ ở bên ngoài nên mới đi ra ngoài mở cửa cửa vừa mở ra thì ngả nhiên mấy người thái trưởng công chúa cũng lo lắng nhìn sang hoan nhi tiểu thất thế nào rồi trên mặt tần hoan tràn đầy hối lỗi miệng vết thương đã vỡ ra rồi có chút không tốt nhạc quỳnh nghe thấy thế sắc mặt tối sầm lại tần hoan đang định tạ lỗi thì một tiếng nói phía sau vang lên không sao cả ngày trước trên chiến trường bị thương còn trầm trọng hơn thế này nhiều không có chuyện gì đâu tần hoan quay đầu lại đã thấy yến chỉ đứng sau lưng nàng nàng ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt của yến chỉ bị ẩn trong bóng tối nên rất khó nhìn ra cảm xúc gì thế nhưng đây là lần đầu tiên tần hoan cảm thấy được hắn cao lớn kiên cường đến như vậy thấy tần hoan quay đầu lại nhìn mình yến chỉ cũng liếc mắt nhìn nàng từ trên cao xuống nhìn từ góc độ này vừa vặn có thể thấy chiếc cổ thon thả của nàng uốn thành một vòng cung tuyệt đẹp như một con thiên nga đôi mắt nàng hướng về phía ánh sáng vẫn trong trẻo như xưa yến chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong mắt nàng ngay cả khuôn mặt lạnh lùng của hắn cũng hiện lên trong đáy mắt nàng nhưng lại nhuộm một chút hơi ấm từ ánh đèn. Lần này cũng may là có tiểu thất, giá nhi và điện nhi ngụy Gia còn chưa quay lại, cũng không biết có cha hỏi ra cái gì hay không. Thật sự không ngờ đến ngay tại lễ thu tịch này mà lại có kẻ xấu dám tác quái như vậy. Nói xong Thái trưởng công chúa phân phó Nhạc Quỳnh. Đi tìm bộ áo ngoài cho tiểu thất. Nhạc Quỳnh đáp lời rồi rời đi, không lâu sau đã cầm đến một bộ trường bào màu trắng ngọc. Đây là y phục của Giá Nhi, Điền Hà tạm bỡ một chút vậy. Yến chỉ nhận lấy áo rồi mặc luôn lên người, vóc người của hắn và Nhạc Giá tương tự nhau. Áo bào mặc lên người lại cực kỳ tôn dáng, chưa kể bình thường hắn chỉ mặc đồ đen, hiện tại đổi qua áo trắng thành ra cả người toát ra vẻ tuấn tú phong nhã như cành lan, khí thế bất người kia cũng phai nhạt đi vài phần. Bản thân hắn vốn đã mang trong mình sự trang nghiêm cao quý, giờ mặc áo trắng khiến cho hắn trông như một vị thần dáng trần. Nhạc ngưng đứng bên cạnh cũng kinh ngạc trợn tròn mắt. Thái trưởng công chúa gật gật đầu. Người trẻ tuổi vẫn nên ăn mặc tươi sáng một chút mới tốt. Nói xong bà lại đi về khoang thuyền ban nãy ngồi nói chuyện với nhạc thanh. Mặc dù Yến chỉ đã bị thương nhưng rốt cuộc vẫn có thể đi lại nên hắn liền đi ngay theo sau. Đoàn người còn chưa vào bên trong thì nhạc giá và ngụy Môn Chi đã trở về. Hai người hành lễ với thái trưởng công chúa, bà vội hỏi. Thế nào rồi? hỏi ra được cái gì không nhạc giá lắc đầu tháp đèn là của tôn thị ở thành đông hai ngày trước đã dựng xong rồi tử quán chỗ đó cũng đã mở bán được 10 năm là sản nghiệp của ông chủ thụy phong lâu mà người biết tháp đèn và tử quán đều không có vấn đề gì vấn đề là tháp đèn đã dựng xong cũng không có ai giám sát ban nãy bọn con lên xem thì đoạn dây buộc quan trọng nhất bị người ta cắt đứt đoạn dây đó to bằng miệng chén bề mặt cho thấy đó là bị cắt bằng vũ khí sắc bén bọn con lại điều tra đến tử quán. Hôm nay thiếu niên công tử ra vào rất nhiều, chiếu theo lời cử cô nương nói người giống với nhị đệ cũng có không ít, nhưng tất cả mọi người đều có người làm chứng chứng minh họ chỉ ngồi uống rượu ở đó không đi đâu cả. Nhạc giá dừng lại một chút rồi lại hơi bất đắc dĩ nói. Tôn Nhi cảm thấy người đó nhất định thừa dịp đông người nên bỏ trốn rồi. Thái trưởng công chúa liền nhìn về phía nhạc quỳnh, nhạc quỳnh nheo mắt người đó có thể tranh thủ lúc cửu cô nương bị lạc mà dẫn dụ đến đó chắc chắn là biết được hành tung của cửu cô nương có lẽ hắn đã theo dõi cửu cô nương suốt dọc đường nói xong ông nhìn sang nhạc ngưng lúc mấy đứa đi mua đồ thì có phát hiện người nào khả nghi không nhạc ngưng lắc đầu đông người lắm lúc đó chen tới chen lui nên cũng không biết có ai khả nghi hay không nhạc quỳnh thở dài nét mặt có hơi lúng túng một khi đã như vậy thì chuyện này khó có thể tìm ra chân tướng. Mà Tần Hoan và Yến Trì lại càng không thể cứ thế oan uổng gặp phải chuyện không may được. Mẫu thân hay là đi tìm chi phủ đại nhân đến? Thái trưởng công chúa thở dài. Cũng chỉ có thể như... Chữ, thế, còn chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên Dương Tịch vẫn đang đứng bên dưới bỗng nhiên đến đây. Hầu ra, chi phủ đại nhân đến rồi. Đáy mắt nhạc quỳnh sáng lên. Chúng ta đang muốn tìm hắn thì hắn đã tự mình đến đây rồi. Mau mời." Nhạc Quỳnh vừa ra lệnh xong thì thái trưởng công chúa liền dẫn mọi người đi về phía khoang thuyền chính. Tần Hoan đi theo ở phía sau, nàng phát hiện ra đèn lồng viết kinh Phật treo trên thuyền này chính là đèn mà ngày đó nàng nhìn thấy trong tiểu viện của thái trưởng công chúa. Thuyền hoa trước mặt đèn đuốc sáng trưng, lộng lẫy giống như một toàn cung điện thần tiên phiêu dạt trên biển mà trên hồ lệ thủy được bao trùm bởi ánh đèn sáng trưng càng khiến cho mắt người dần dần mơ hồ. Cảnh đêm mỹ miều như vậy mà vừa nghe thấy hoác hoài tín đến thì trong lòng tần hoan lại tràn ngập một sự cảm bất thương. Bái kiến Thái trưởng Công Chúa Điện Hạ, bái kiến Hầu Gia. Hoác hoài tín chỉ dẫn theo một mình tề bổ đầu, ông đến đây rất gấp gáp nên Thái Dương đã có chút mồ hôi. Thái trưởng Công Chúa phất tay. Đứng lên đi, chẳng phải nói hôm nay ngươi không đến đây sao? sao giờ lại đến thần sắc hoác hoài tín hơi căng thẳng nghe như thế liền quét mắt qua nhìn người trong phòng một vòng tần hoan chú ý đến lúc ông ta nhìn đến yến trì thì hơi khựng lại một chút hoác hoài tín xoa xoa tay bẩm hạ quan vốn là không thể đến đây vô ích được có điều một canh giờ trước người mà hạ quan phái đi thập lý miếu đá trở lại bọn họ mang tin tức về nên hạ quan bắt buộc phải đến đây một chuyến Vừa nghe đến đây thì sắc mặt thái trưởng công chúa phấn khởi. Người ngươi phái đi nói thế nào? Nhìn dáng vẻ hoắc hoài tín muốn nói lại thôi. Cứ như có cái gì cực kỳ không xuôi tay khó nói ra ngoài miệng, thái trưởng công chúa nhăn mày. Người của ngươi cũng đến rồi, chỗ này không có người ngoài, ngươi thu được tin tức gì thì cứ nói ra. Hoác hoài tín vội vàng đứng thẳng lưng. Người phái đi đã tra ra được trạm dịch mà ngày hôm đó đoàn đưa dâu đã nghỉ lại ở thập lý miếu, đúng như dữ liệu của cửu cô nương, xung quanh trạm dịch chính xác có rừng Bạch Dương. Nha dịch bọn ta đến rừng Bạch Dương quả nhiên phát hiện vết máu ở một góc bên dưới, thế nhưng không thể tìm được đầu của Tống Tiểu Thư. Có điều. Hoác Hoài Tín lại liếc mắt một cái về phi Yến Trì, cứ như vừa mới hạ quyết tâm. Có điều người của bọn ta vẫn tra ra được. Ngay đêm mà đội đưa dâu nghỉ chân thì trì điện hạ cùng với nhân mã cũng hạ trại ngủ tại thập lý miếu. Hơn nữa chỗ bọn họ rừng trại cũng ở ngay phía bên kia của rừng Bạch Dương, cho nên, cho nên chỉ Điện Hạ cũng có hiểm nghi trong vụ án này. mươi 88, quyết định nghiệm thi một Yến chỉ hiếp đôi mắt phượng, lông mi hắn đen dài như lông quả, ánh mắt tối sầm lại liếc nhìn hoác hoài tín. Mồ hôi lạnh trên mặt hoác hoài tín lại rơi xuống từng trận từng trận. Thái trưởng công chúa đập mạnh tay lên thành ghế. Hồ đồ! Ý của ngươi chẳng lẽ tiểu thất cũng là một trong những nghi phạm giết tống tiểu thư? Ngươi thật to gan. Hoác hoài tín liên tục xua tay. Không không không, hạ quan không hề có ý này, chỉ là... Chỉ là... Trên mặt hoác hoài tín có vẻ trột dạ, ông vừa lau mồ hôi vừa khẽ liếc mắt ra hiệu cho tề bù đầu. Ban đầu lúc bọn họ phân tích, đích thực xác nhận Yến chỉ có thời gian gây án, mặc dù ông vẫn chưa rõ ràng nội tình lắm nhưng vẫn bạo gan đến đây. Thế nhưng lời vừa thốt ra thì ông hối hận không thôi, lén nghị luận thì không sao. Khi đối diện với khuôn mặt của Yến Trì, ông cảm thấy ánh mắt của vị thế tử ma vương này có thể cắt ra gọt xương ông, lại cộng thêm thái độ của thái trưởng công chúa và nhạc quỳnh, hiện tại ông sửa lại miệng còn kịp không? Chỉ là khi bọn ta điều tra thì tra ra được tin tức này, hạ quan cũng chỉ nói là chỉ điện hạ có hiểm nghi, chứ không nói chỉ điện hạ chính là hung thủ giết tống tiểu thư kỳ thật ngẫm lại cũng không có khả năng này, ha ha. Miệng cười nhưng mồ hôi hoác hoài tín vẫn chảy như mưa, trong mắt Yến Trì cũng không hề có ý tức giận. Thế nhưng dáng vẻ khó phân biệt được buồn vui của hắn khiến cho hoác hoài tín rất sợ hãi. Ông cảm thấy như đang có một tấm lưới vô hình chụp lấy mình, cố sức vùng vẫy cũng không đứng thẳng lên được. Hoác hoài tín luống cuốn tay chân lau mồ hôi rồi nói hơn nữa chỉ điện hạ và tiểu thư tống gia đều không quen biết nên đương nhiên không có thù hận gì qua lại rồi chỉ điện hạ chinh chiến nhiều năm ở biên quan nên cũng không phải là người sẽ tàn sát phụ nữ và trẻ em hà quan chỉ là tùy tiện nhắc đến tùy tiện nhắc đến mà thôi hoắc hoài tín hối hận đến mức trong lòng cũng tối đen ông đắm mình trong quan trường nhiều năm nên đương nhiên sẽ hiểu được đạo làm quan phải biết phá án công chính liêm minh thế nhưng lại không thể vì phá án mà mất đi quan chức được ông thật sự là không nên nói ra. Chi phủ đại nhân nói gì vậy? Ngay tại lúc Hoác Hoài Tín hối hận không nên nói ra chuyện này thì nhạc ngưng ở bên cạnh đã lên tiếng khiến cho ông sừng sốt, sau đó nhạc ngưng nói tiếp. Chi phủ đại nhân làm quan có thể công chính như vậy chính là chuyện tốt, thiên tử phạm pháp cũng tội như thứ dân, cho dù thân phận chỉ điện hạ cao quý nhưng nếu thật sự hắn có liên quan đến án mạng thì cũng phải điều tra rõ ràng mới đúng. Nhạc ngưng dừng một chút rồi nói, còn có một việc, có lẽ chi phủ đại nhân vẫn chưa biết. Hoác hoài tín được nhạc ngưng ủng hộ nên trong lòng cũng buông lòng vài phần. Tuy nhạc ngưng là nữ tử không can thiệp vào chính sự, thế nhưng nàng được thái trưởng công chúa sủng ái nên lời nói cũng có chút trọng lượng. Việc gì, chấm. Nhạc ngưng nhìn thoáng quá yến trì, lại thấy ở đây toàn là người trong nhà nên nàng mới lên tiếng. Lần trước người đóng giả nữ thi không đầu đến dọa tần hoan là người thuận tay trái, mà khắp trên dưới trong phủ chỉ có một người thuận tay trái. Trong lòng tần hoan hơi hồi hộp, nàng hoàn toàn không ngờ đến nhạc ngưng lại nói chuyện này ra, hoắc hoài tín trợn to mắt. Ai, là ai, ai thuận tay trái? Đừng nói chỉ có hoắc hoài tín kinh ngạc, ngay cả mấy người thái trưởng công chúa đều xa sầm nét mặt. Tìm được người thuận tay trái thì chẳng phải kẻ đóng giả nữ thi không đầu dọa tần hoan sẽ bị lôi ra ánh sáng sao? Nhạc ngưng hiếp mắt, thần sắc nghiêm nghị. Chính là chỉ điện hạ. Lời nói vừa thốt ra cả bốn phía đều kinh ngạc. Cái gì là tiểu thất? Thái trưởng công chúa là người đầu tiên không tin được, bà quay sang nhìn Yến Trì. Tiểu thất, con thuận tay trái à? Yến Trì liếc nhạc ngưng một cái rồi nhìn thái trưởng công chúa gật gật đầu. Tổ mẫu, đúng là con có thể dùng tay trái, đương nhiên cả tay phải cũng có thể dùng. Đêm đó cửu cô nương gặp chuyện không may con đang ở trong tùng viên, con bị thương, Cửu cô nương đến khám chữa cho con, đến sau này khi nàng rời đi rồi, hại nhân đến bẩm báo thì con mới biết Cửu cô nương xảy ra chuyện. Cuối cùng con rời khỏi Tùng Viên với tất cả mọi người. Nhạc Quỳnh gật đầu. "Phải, đúng là như thế." Nói xong, ông liếc mắt cảnh cáo Nhạc Ngưng. Nhạc Ngưng cũng không dao động bởi ánh mắt của Nhạc Quỳnh. "Khi Cửu cô nương rời đi thì bọn ta chờ ở bên ngoài, ngươi và thị vệ của ngươi ở phòng trong." do bọn ta cảm thấy ngươi muốn tính dương nên không ai bước vào khoảng thời gian đó khoảng chừng một khắc vừa đủ cho ngươi đến mai viên dọa tần hoan rồi quay lại tùng viên điều này ngươi giải thích thế nào yến trì khẽ hất hàm giang thị và nhạc quỳnh đều mang vẻ mặt đầy bất mãn đừng nói bọn họ chưa từng hoài nghi yến trì kể cả nếu có thật sự hoài nghi thì cũng không nên nói lời như vậy ra nhạc ngưng đây là khiến cho hiểm nghi của yến trì càng trở nên lớn hơn rồi Yến chỉ nhìn dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt của nhạc ngưng rồi lắc đầu. Hắn không muốn tranh cãi với nhạc ngưng nên mới quay đầu sang tần hoan. Xem ra chuyện này phải xin nhờ cậy cửu cô nương đến rửa sạch oan khuất thay Yến chỉ rồi. Trong lòng tần hoan vốn thiên vị ý tín nhiệm Yến chỉ hơn. Lại cộng thêm tối nay Yến chỉ vừa cứu nàng nên nàng càng tin tưởng Yến chỉ chẳng có lý do gì mà sát hại Tống Nhu cả. Tần Hoan hơi trầm ngâm rồi nói. Chi phủ đại nhân, chỉ vì chi điện hạ hạ trại ở bên cạnh rừng Bạch Dương và chuyện thuận tay trái thì vẫn không đủ để kết luận điện hạ chính là hung thủ. Ít nhất cho đến giờ vẫn còn chưa tìm thấy đầu của Tống tiểu thư, ngay cả hung khí cũng không có manh mối gì. Tri phủ đại nhân phải đợi manh mối chắc chắn hơn nữa thì mới có thể xác định. Tần Hoan dừng lại một chút rồi nói, "Tối nay có người muốn giết Tần Hoan." Hoắc Hoài Tín sững sốt, trong lòng vốn còn đang run sợ không thôi mà giờ lại nghe được tin tức mới nhất thời khiến cho ông sững sờ không phản ứng kịp. Tần Hoan nói vắn tắt lại chuyện xảy ra tối nay. Người đó đóng giả thành dáng vẻ của nhị công tử khiến cho ta chú ý, sau đó lại cố tình dẫn ta đến bên dưới tháp đèn rồi không thấy bóng đâu nữa. Nếu không có chỉ điện hạ cứu giúp thì có lẽ hiện tại mệnh Tần Hoan đã chấm dứt bên dưới tháp đèn kia rồi. Chi phủ đại nhân, chuyện lần trước Tần Hoan đi nghĩa trang nghiệm thi, ngoại trừ ngụy công tử thì chỉ còn những người ở đây biết đến. Hầu ra, phu nhân và thái trưởng công chúa đương nhiên sẽ không đi nói lung tung, vậy còn bên phía chi phủ đại nhân có tiết lộ ra ngoài không? Còn người hoác hoài tín trợn to, không thể tin được là lại có người muốn giết tần hoan. Đương nhiên không có. Nói xong, có vẻ như vừa nghĩ đến cái gì, hoác hoài tín nói. Tiểu tử nhà ta cũng sẽ không, sau hôm đó nó đóng cửa không ra ngoài, ngay cả cửa viện của nó cũng không ra một bước chứ đừng nói ra khỏi nhà, hai tên sai vặt cũng chỉ hầu hạ bên cạnh nó nên đương nhiên không có khả năng tiết lộ việc này. Còn có từ hà, hắn cũng sẽ không dám nói lung tung làm bậy. Hoác hoài tín khẽ nhếch mày. Cửu cô nương nghi ngờ, người muốn hại ngươi là bởi vì biết ngươi đang giúp nha môn nghiệm thi. Tần hoan gật đầu. Đúng thế, tần hoan vốn không uy hiếp được bất cứ ai, nếu không liên quan đến chuyện nghiệm thi thì kẻ đó sẽ chẳng phải trăm phương ngàn kế muốn giết tần hoan. Nghĩ đến đây, trong lòng tần phủ đột nhiên dùng mình khi nghĩ đến tần phủ, thế nhưng nàng lại lắc đầu ngay lập tức. Người tần phủ muốn giết nàng sẽ không thể cải trang thành dáng vẻ của nhạc thanh. Tần phủ không có ai quen thuộc nhạc thanh cả. Có điều tình hình hiện tại gần như tương tự với cửu tiểu thư bị hại trước đây. Cửu tiểu thư cũng bị dẫn dụ đi qua, mà xem ra người ngoài thì không thể dẫn dụ nàng đi qua con ngõ nhỏ tối tăm kia để đến chỗ có tháp đèn được chuyện này giống với chuyện nàng không hiểu vì sao cửu tiểu thư lại đi đến rừng trúc, nhất định, nhất định là có cái gì đó thu hút cửu tiểu thư đến rừng trúc. Hoác hoài tín nhăn chặt mày. Thế nhưng hung thủ làm sao biết được? Tần hoan siết chặt nắm tay. Có thể khẳng định hung thủ đang ở trong hầu phủ, không thể là người của hầu phủ, vậy thì hung thủ nhất định là ở trong số thị vệ và hầu tỷ của tống thị. Hôm nay vốn là lễ thu tịch, là ngày mà Thái trưởng công chúa và Giang thị đến để tế tự cầu phúc, là ngày đám tiểu bối nhạc ngưng đi dạo chơi thư thả tâm tình, thế nhưng không nghĩ đến lại gặp phải một vụ mưu sát không thành. Vụ mưu sát đã phá tan hết bầu không khí vui vẻ của lễ thu tịch, mà tất cả việc này lại liên quan đến hung thủ giết hại Tống Nhu vẫn còn ẩn trong bóng tối. Chi phủ đại nhân, có lẽ hung thủ đã dọn dẹp sạch sẽ chỗ rừng Bạch Dương nên không tìm thấy được chứng chứ xác thực, trước mắt chỉ có hai con đường. Thứ nhất là đợi tin tức từ kinh thành, thứ hai là phải mổ nghiệm. Giọng nói tần hoan nghiêm trang, nàng vừa dứt lời ngụy môn chi đã lên tiếng. Cửu cô nương, không thể, thân phận của tiểu nhu xác thực là không thể mổ nghiệm. Không chỉ có như vậy còn phải bảo tồn xác chết hoàn hảo, ít nhất phải chờ người quốc công phủ đến rồi nói sau. Sắc mặt ngụy môn chi đen xì, đáy mắt vừa có đau đớn vừa có phản kháng, biểu tình cực kỳ thê lương thống khổ. Tần Hoan liếc nhìn hắn. Ngụy công tử cho rằng mổ nghiệm là bất kính với người chết. Ngụy Ngôn Chi không dám đối diện với ánh mắt trầm tĩnh trang nghiêm của Tần Hoan, hắn đã được chứng kiến lúc Tần Hoan mổ nghiệm, lúc đó nàng không có bất cứ một thái độ bất kính nào đối với người chết. Ngụy Ngôn Chi quay đầu đi, cũng không phải, chỉ là thân thể gia tóc thuộc về phụ mẫu, cứu cứu và cứu mẫu biết được tiểu Nhu chết đã thương tâm không sống nổi, nếu nghĩ đến sau khi chết tiểu Nhu lại còn bị bọn họ nhất định sẽ không chấp nhận được. Huống chi chính bản thân Tiểu Nhu cũng không muốn sau khi chết rồi lại nhìn thấy thân thể của mình bị mổ xẻ thành dáng vẻ đẫm máu tàn nhẫn. Tiểu Nhu chết vốn là do ta bảo hộ không chu toàn, trước mắt ta sao có thể nhìn nàng bị. Không được, không thể mổ nghiệm. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. chương 89, quyết định nghiệm thi 1. Yến chỉ hiếp đôi mắt phượng, lông mi hắn đen dài như lông quả, ánh mắt tối sầm lại liếc nhìn Hoắc Hoài Tín, mồ hôi lạnh trên mặt Hoắc Hoài Tín lại rơi xuống từng trận từng trận. Thái trưởng công chúa đập mạnh tay lên thành ghế. Hồ đồ, ý của ngươi chẳng lẽ tiểu thất cũng là một trong những nghi phạm giết tống tiểu thư? Ngươi thật to gan. Hoắc Hoài Tín liên tục xua tay. Không không không, hạ quan không hề có ý này, chỉ là chỉ là. Trên mặt Hoắc Hoài Tín có vẻ trột dạ ông vừa lau mồ hôi vừa khẽ liếc mắt ra hiệu cho tề bồ đầu. Ban đầu lúc bọn họ phân tích, đích thực xác nhận Yến chỉ có thời gian gây án, mặc dù ông vẫn chưa rõ ràng nội tình lắm nhưng vẫn bạo gan đến đây. Thế nhưng lời vừa thốt ra thì ông hối hận không thôi, lén nghị luận thì không sao, khi đối diện với khuôn mặt của Yến Trì, ông cảm thấy ánh mắt của vị thế tử ma vương này có thể cắt ra gọt xương ông, lại cộng thêm thái độ của thái trưởng công chúa và nhạc quỳnh, hiện tại ông sửa lại miệng còn kịp không? Chỉ là khi bọn ta điều tra thì tra ra được tin tức này, hà quan cũng chỉ nói là chỉ điện hạ có hiểm nghi, chứ không nói chỉ điện hạ chính là hung thủ giết tống tiểu thư. Kỳ thật ngẫm lại cũng không có khả năng này, ha ha. Miệng cười nhưng mồ hôi hoác hoài tín vẫn chảy như mưa, trong mắt yến chỉ cũng không hề có ý tức giận. Thế nhưng dáng vẻ khó phân biệt được buồn vui của hắn khiến cho hoác hoài tín rất sợ hãi ông cảm thấy như đang có một tấm lưới vô hình chụp lấy mình, cố sức vùng vẫy cũng không đứng thẳng lên được. Hoác hoài tín luôn cuống tay chân lau mồ hôi rồi nói. Hơn nữa chỉ Điện Hạ và Tiểu Thư Tống Gia đều không quen biết nên đương nhiên không có thù hận gì qua lại rồi. Chỉ Điện Hạ chinh chiến nhiều năm ở biên quan nên cũng không phải là người sẽ tàn sát phụ nữ và trẻ em. Hà quan chỉ là tùy tiện nhắc đến, tùy tiện nhắc đến mà thôi. Hoác Hoài Tín hối hận đến mức trong lòng cũng tối đen. Ông đắm mình trong quan trường nhiều năm nên đương nhiên sẽ hiểu được đạo làm quan, phải biết phá án công chính liêm minh, thế nhưng lại không thể vì phá án mà mất đi quan chức được. Ông thật sự là không nên nói ra. Chi phủ đại nhân nói gì vậy? Ngay tại lúc Hoác Hoài Tín hối hận không nên nói ra chuyện này thì nhạc ngưng ở bên cạnh đã lên tiếng khiến cho ông sửng sốt, sau đó nhạc ngưng nói tiếp. Chi phủ đại nhân làm quan có thể công chính như vậy chính là chuyện tốt, thiên tử phạm pháp cũng tội như thứ dân, cho dù thân phận chỉ điện hạ cao quý nhưng nếu thật sự hắn có liên quan đến án mạng thì cũng phải điều tra rõ ràng mới đúng. Nhạc ngưng dừng một chút rồi nói. Còn có một việc, có lẽ chi phủ đại nhân vẫn chưa biết. Hoác hoài tín được nhạc ngưng ủng hộ nên trong lòng cũng buông lòng vài phần. Tuy nhạc ngưng là nữ tử không can thiệp vào chính sự, thế nhưng nàng được thái trưởng công chúa sủng ái nên lời nói cũng có chút trọng lượng. Việc gì? Nhạc ngưng nhìn thoáng qua yến trì, lại thấy ở đây toàn là người trong nhà nên nàng mới lên tiếng. Lần trước người đóng giả nữ thi không đầu đến dọa tần hoan là người thuận tay trái, mà khắp trên dưới trong phủ chỉ có một người thuận tay trái. Trong lòng tần hoan hơi hồi hộp, nàng hoàn toàn không ngờ đến nhạc ngưng lại nói chuyện này ra, hoắc hoài tín trợn to mắt. Ai, là ai? Ai thuận tay trái? Đừng nói chỉ có hoác hoài tín kinh ngạc, ngay cả mấy người thái trưởng công chúa đều xa sầm nét mặt. Tìm được người thuận tay trái thì chẳng phải kẻ đóng giả nữ thi không đầu dọa tần hoan sẽ bị lôi ra ánh sáng sao? Nhạc ngưng hiếp mắt, thần sắc nghiêm nghị. Chính là trì điện hạ. Lời nói vừa thốt ra cả bốn phía đều kinh ngạc. Cái gì là tiểu thất? Thái trưởng công chúa là người đầu tiên không tin được, bà quay sang nhìn Yến Trì. Tiểu thất, con thuận tay trái à?" Yến chỉ liếc nhạc ngưng một cái rồi nhìn thái trưởng công chúa gật gật đầu. "Tổ mẫu, đúng là con có thể dùng tay trái, đương nhiên cả tay phải cũng có thể dùng." Đêm đó cửu cô nương gặp chuyện không may con đang ở trong tùng viên, con bị thương, cửu cô nương đến khám chữa cho con, đến sau này khi nàng rời đi rồi, hạ nhân đến bẩm báo thì con mới biết cửu cô nương xảy ra chuyện. Cuối cùng con rời khỏi tùng viên với tất cả mọi người. Nhạc Quỳnh gật đầu. Phải, đúng là như thế. Nói xong ông liếc mắt cảnh cáo Nhạc Ngưng. Nhạc Ngưng cũng không dao động bởi ánh mắt của Nhạc Quỳnh. Khi cửu cô nương rời đi thì bọn ta chờ ở bên ngoài, ngươi và thị vệ của ngươi ở phòng trong. Do bọn ta cảm thấy ngươi muốn tĩnh dương nên không ai bước vào, khoảng thời gian đó khoảng chừng một khắc, vừa đủ cho ngươi đến mai viên dọa tần hoan rồi quay lại tùng viên. Điều này ngươi giải thích thế nào? Yến chỉ khẽ hất hàm. Giang Thị và Nhạc Quỳnh đều mang vẻ mặt đầy bất mãn. Đừng nói bọn họ chưa từng hoài nghi Yến Trì, kể cả nếu có thật sự hoài nghi thì cũng không nên nói lời như vậy ra. Nhạc ngưng đây là khiến cho hiểm nghi của Yến Trì càng trở nên lớn hơn rồi. Yến chỉ nhìn dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt của nhạc ngưng rồi lắc đầu, hắn không muốn tranh cãi với nhạc ngưng nên mới quay đầu sang tần hoan. Xem ra chuyện này phải xin nhờ cậy cửu cô nương đến rửa sạch oan khuất thay Yến chỉ rồi. Trong lòng Tần Hoan vốn thiên vị ý tín nhiệm Yến Trì hơn, lại cộng thêm tối nay Yến Trì vừa cứu nàng nên nàng càng tin tưởng Yến Trì chẳng có lý do gì mà sát hại Tống Nhu cả. Tần Hoan hơi trầm ngâm rồi nói: "Tri phủ đại nhân, chỉ vì chỉ điện Hà hạ hạ trại ở bên cạnh rừng Bạch Dương và chuyện thuận tay trái thì vẫn không đủ để kết luận điện hạ chính là hung thủ. Ít nhất cho đến giờ vẫn còn chưa tìm thấy đầu của Tống tiểu thư, ngay cả hung khí cũng không có manh mối gì." Chi phủ đại nhân phải đợi manh mối chắc chắn hơn nữa thì mới có thể xác định. Tần Hoan dừng lại một chút rồi nói: "Tối nay, có người muốn giết Tần Hoan." Hoác Hoài Tín sững sốt, trong lòng vốn còn đang run sợ không thôi mà giờ lại nghe được tin tức mới, nhất thời khiến cho ông sững sờ không phản ứng kịp. Tần Hoan nói vắn tắt lại chuyện xảy ra tối nay: "Người đó đóng giả thành dáng vẻ của nhị công tử khiến cho ta chú ý, sau đó lại cố tình dẫn ta đến bên dưới tháp đèn rồi không thấy bóng đâu nữa." Nếu không có chỉ điện hạ cứu giúp thì có lẽ hiện tại mệnh tần hoan đã chấm dứt bên dưới tháp đèn kia rồi. Chi phủ đại nhân, chuyện lần trước tần hoan đi nghĩa trang nghiệm thi, ngoại trừ ngụy công tử thì chỉ còn những người ở đây biết đến. Hầu ra, phu nhân và thái trưởng công chúa đương nhiên sẽ không đi nói lung tung, vậy còn bên phía chi phủ đại nhân có tiết lộ ra ngoài không? Còn người hoác hoài tín trợn to, không thể tin được là lại có người muốn giết tần hoan. Đương nhiên không có. Nói xong, có vẻ như vừa nghĩ đến cái gì, hoắc hoài tín nói. Tiểu tử nhà ta cũng sẽ không, sau hôm đó nó đóng cửa không ra ngoài, ngay cả cửa viện của nó cũng không ra một bước chứ đừng nói ra khỏi nhà, hai tên sai vặt cũng chỉ hầu hạ bên cạnh nó nên đương nhiên không có khả năng tiết lộ việc này. Còn có từ hà, hắn cũng sẽ không dám nói lung tung làm bậy. Hoác hoài tín khẽ nhếch mày. Cửu cô nương nghi ngờ, người muốn hại ngươi là bởi vì biết ngươi đang giúp nha môn nghiễm thi. Tần Hoan gật đầu. Đúng thế, Tần Hoan vốn không uy hiếp được bất cứ ai, nếu không liên quan đến chuyện nghiệm thi thì kẻ đó sẽ chẳng phải trăm phương ngàn kế muốn giết Tần Hoan. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Phủ đột nhiên dùng mình khi nghĩ đến Tần Phủ, thế nhưng nàng lại lắc đầu ngay lập tức. Người Tần Phủ muốn giết nàng sẽ không thể cải trang thành dáng vẻ của nhạc thanh. Tần Phủ không có ai quen thuộc nhạc thanh cả. Có điều tình hình hiện tại gần như tương tự với cửu tiểu thư bị hại trước đây cửu tiểu thư cũng bị dẫn dụ đi qua, mà xem ra người ngoài thì không thể dẫn dụ nàng đi qua con ngõ nhỏ tối tăm kia để đến chỗ có tháp đèn được. Chuyện này giống với chuyện nàng không hiểu vì sao cửu tiểu thư lại đi đến rừng trúc, nhất định, nhất định là có cái gì đó thu hút cửu tiểu thư đến rừng trúc. Hoác hoài tín nhăn chặt mày. Thế nhưng hung thủ làm sao biết được? Tần hoan siết chặt nắm tay. Có thể khẳng định hung thủ đang ở trong hầu phủ, không thể là người của hầu phủ vậy thì hung thủ nhất định là ở trong số thị vệ và hầu tỷ của Tống Thị. Hôm nay vốn là lễ thu tịch, là ngày mà Thái trưởng công chúa và Giang Thị đến để tế tự cầu phúc, là ngày đám tiểu bối nhạc ngưng đi dạo chơi thư thả tâm tình, thế nhưng không nghĩ đến lại gặp phải một vụ mưu sát không thành. Vụ mưu sát đã phá tan hết bầu không khí vui vẻ của lễ thu tịch, mà tất cả việc này lại liên quan đến hung thủ giết hại Tống Nhu vẫn còn ẩn trong bóng tối. Chi phủ đại nhân, có lẽ hung thủ đã dọn dẹp sạch sẽ chỗ rừng Bạch Dương nên không tìm thấy được chứng chứ xác thực, trước mắt chỉ có hai con đường. Thứ nhất là đợi tin tức từ Kinh Thành, thứ hai là phải mổ nghiệm. Giọng nói tần hoan nghiêm trang, nàng vừa dứt lời ngụy Môn Chi đã lên tiếng. Cửu cô nương, không thể, thân phận của tiểu nhu xác thực là không thể mổ nghiệm. Không chỉ có như vậy còn phải bảo tồn xác chết hoàn hảo, ít nhất phải chờ người quốc công phủ đến rồi nói sau sắc mặt ngụy ngôn chi đen xì, đáy mắt vừa có đau đớn vừa có phản kháng, biểu tình cực kỳ thê lương thống khổ. Tần Hoan liếc nhìn hắn. Ngụy công tử cho rằng mổ nghiệm là bất kính với người chết. Ngụy ngôn chi không dám đối diện với ánh mắt trầm tĩnh trang nghiêm của Tần Hoan, hắn đã được chứng kiến lúc Tần Hoan mổ nghiệm, lúc đó nàng không có bất cứ một thái độ bất kính nào đối với người chết. Ngụy ngôn chi quay đầu đi. Cũng không phải, chỉ là thân thể gia tóc thuộc về phụ mẫu, cứu cứu và cứu mẫu biết được tiểu nhu chết đã thương tâm không sống nổi, nếu nghĩ đến sau khi chết tiểu nhu lại còn bị. Bọn họ nhất định sẽ không chấp nhận được, huống chi chính bản thân tiểu nhu cũng không muốn sau khi chết rồi lại nhìn thấy thân thể của mình bị mổ xẻ thành dáng vẻ đẫm máu tàn nhẫn. Tiểu nhu chết vốn là do ta bảo hộ không chu toàn, trước mắt ta sao có thể nhìn nàng bị. Không được, không thể mổ nghiệm. Chương 90, quyết định nghiệm thi 1. Yến chỉ hiếp đôi mắt phượng, lông mi hắn đen dài như lông quả, ánh mắt tối sầm lại liếc nhìn hoác hoài tín. Mồ hôi lạnh trên mặt hoác hoài tín lại rơi xuống từng trận từng trận. Thái trưởng công chúa đập mạnh tay lên thành ghế. Hồ đồ, ý của ngươi chẳng lẽ tiểu thất cũng là một trong những nghi phạm giết tống tiểu thư? Ngươi thật to gan. Hoác hoài tín liên tục xua tay. Không không không, hạ quan không hề có ý này, chỉ là... Chỉ là trên mặt hoác hoài tín có vẻ trột dạ ông vừa lau mồ hôi vừa khẽ liếc mắt ra hiệu cho tề bù đầu ban đầu lúc bọn họ phân tích đích thực xác nhận yến chỉ có thời gian gây án mặc dù ông vẫn chưa rõ ràng nội tình lắm nhưng vẫn bạo gan đến đây thế nhưng lời vừa thốt ra thì ông hối hận không thôi lén nghị luận thì không sao khi đối diện với khuôn mặt của yến trì ông cảm thấy ánh mắt của vị thế tử ma vương này có thể cắt ra gọt xương ông lại cộng thêm thái độ của thái trưởng công chúa và nhạc quỳnh, hiện tại ông sửa lại miệng còn kịp không? Chỉ là khi bọn ta điều tra thì tra ra được tin tức này, hạ quan cũng chỉ nói là chỉ điện hạ có hiểm nghi, chứ không nói chỉ điện hạ chính là hung thủ giết tống tiểu thư. Kỳ thật ngẫm lại cũng không có khả năng này, ha ha. Miệng cười nhưng mồ hôi hoác hoài tín vẫn chảy như mưa, trong mắt yến chỉ cũng không hề có ý tức giận, thế nhưng dáng vẻ khó phân biệt được buồn vui của hắn khiến cho Hoắc Hoài Tín rất sợ hãi. Ông cảm thấy như đang có một tấm lưới vô hình chụp lấy mình, cố sức vùng vẫy cũng không đứng thẳng lên được. Hoắc Hoài Tín luống cuống tay chân lau mồ hôi rồi nói: hơn nữa, chỉ Điện Hạ và tiểu thư Tống gia đều không quen biết nên đương nhiên không có thù hận gì qua lại rồi. Chỉ Điện Hạ chinh chiến nhiều năm ở biên quan nên cũng không phải là người sẽ tàn sát phụ nữ và trẻ em. Hà Quan chỉ là tùy tiện nhắc đến tùy tiện nhắc đến mà thôi. Hoắc Hoài Tín hối hận đến mức trong lòng cũng tối đen, ông đắm mình trong quan trường nhiều năm nên đương nhiên sẽ hiểu được đạo làm quan, phải biết phá án công chính liêm minh, thế nhưng lại không thể vì phá án mà mất đi quan chức được, ông thật sự là không nên nói ra. Chi phủ đại nhân nói gì vậy? Ngay tại lúc Hoắc Hoài Tín hối hận không nên nói ra chuyện này thì Nhạc Ngưng ở bên cạnh đã lên tiếng khiến cho ông sửng sốt, sau đó Nhạc Ngưng nói tiếp: Chi phủ đại nhân làm quan có thể công chính như vậy chính là chuyện tốt. Thiên tử phạm pháp cũng tội như thứ dân. Cho dù thân phận chỉ điện hạ cao quý nhưng nếu thật sự hắn có liên quan đến án mạng thì cũng phải điều tra rõ ràng mới đúng. Nhạc ngưng dừng một chút rồi nói. Còn có một việc, có lẽ chi phủ đại nhân vẫn chưa biết. Hoác hoài tín được nhạc ngưng ủng hộ nên trong lòng cũng buông lòng vài phần. Tuy nhạc ngưng là nữ tử không can thiệp vào chính sự, thế nhưng nàng được thái trưởng công chúa sủng ái nên lời nói cũng có chút trọng lượng việc gì nhạc ngưng nhìn thoáng qua yến trì lại thấy ở đây toàn là người trong nhà nên nàng mới lên tiếng lần trước người đóng giả nữ thi không đầu đến dọa tần hoan là người thuận tay trái mà khắp trên dưới trong phủ chỉ có một người thuận tay trái trong lòng tần hoan hơi hồi hộp nàng hoàn toàn không ngờ đến nhạc ngưng lại nói chuyện này ra hoắc hoài tín trợn to mắt ai là ai Ai thuận tay trái? Đừng nói chỉ có hoác hoài tín kinh ngạc, ngay cả mấy người thái trưởng công chúa đều xa sầm nét mặt. Tìm được người thuận tay trái thì chẳng phải kẻ đóng giả nữ thi không đầu dọa tần hoan sẽ bị lôi ra ánh sáng sao? Nhạc ngưng hiếp mắt, thần sắc nghiêm nghị. Chính là trì điện hạ, chấm, ngôn tình hoàn. Lời nói vừa thốt ra cả bốn phía đều kinh ngạc. Cái gì là tiểu thất? Thái trưởng công chúa là người đầu tiên không tin được, Bà quay sang nhìn Yến Trì. "Tiểu thất, con thuận tay trái à?" Yến Trì liếc nhạc ngưng một cái rồi nhìn thái trưởng công chúa gật gật đầu. "Tổ mẫu, đúng là con có thể dùng tay trái, đương nhiên cả tay phải cũng có thể dùng." Đêm đó cửu cô nương gặp chuyện không may con đang ở trong tùng viên, con bị thương, cửu cô nương đến khám chữa cho con, đến sau này khi nàng rời đi rồi, hạ nhân đến bẩm báo thì con mới biết cửu cô nương xảy ra chuyện. Cuối cùng con rời khỏi tùng viên với tất cả mọi người. Nhạc Quỳnh gật đầu. Phải, đúng là như thế. Nói xong ông liếc mắt cảnh cáo Nhạc Ngưng. Nhạc Ngưng cũng không dao động bởi ánh mắt của Nhạc Quỳnh. Khi cửu cô nương rời đi thì bọn ta chờ ở bên ngoài, ngươi và thị vệ của ngươi ở phòng trong. Do bọn ta cảm thấy ngươi muốn tĩnh dương nên không ai bước vào, khoảng thời gian đó khoảng chừng một khắc, vừa đủ cho ngươi đến mai viên dọa tần hoan rồi quay lại tùng viên. Điều này ngươi giải thích thế nào? Yến chỉ khẽ hất hàm, Giang Thị và Nhạc Quỳnh đều mang vẻ mặt đầy bất mãn. Đừng nói bọn họ chưa từng hoài nghi Yến Trì, kể cả nếu có thật sự hoài nghi thì cũng không nên nói lời như vậy ra. Nhạc ngưng đây là khiến cho hiểm nghi của Yến Trì càng trở nên lớn hơn rồi. Yến Trì nhìn dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt của Nhạc ngưng rồi lắc đầu, hắn không muốn tranh cãi với Nhạc ngưng nên mới quay đầu sang tần hoan xem ra chuyện này phải xin nhờ cậy cửu cô nương đến rửa sạch oan khuất thay yến trì rồi trong lòng tần hoan vốn thiên vị ý tín nhiệm yến trì hơn lại cộng thêm tối nay yến trì vừa cứu nàng nên nàng càng tin tưởng yến trì chẳng có lý do gì mà sát hại tống nhu cả tần hoan hơi trầm ngâm rồi nói Chi phủ đại nhân chỉ vì chỉ điện hạ hạ trại ở bên cạnh rừng bạch dương và chuyện thuận tay trái thì vẫn không đủ để kết luận điện hạ chính là hung thủ Ít nhất cho đến giờ vẫn còn chưa tìm thấy đầu của Tống tiểu thư, ngay cả hung khí cũng không có manh mối gì. Tri phủ đại nhân phải đợi manh mối chắc chắn hơn nữa thì mới có thể xác định. Tần Hoan dừng lại một chút rồi nói: "Tối nay, có người muốn giết Tần Hoan." Hoác Hoài Tín sững sốt, trong lòng vốn còn đang run sợ không thôi mà giờ lại nghe được tin tức mới, nhất thời khiến cho ông sững sờ không phản ứng kịp. Tần Hoan nói vắn tắt lại chuyện xảy ra tối nay người đó đóng giả thành dáng vẻ của nhị công tử khiến cho ta chú ý, sau đó lại cố tình dẫn ta đến bên dưới tháp đèn rồi không thấy bóng đâu nữa. Nếu không có chỉ điện hạ cứu giúp thì có lẽ hiện tại mệnh tần hoan đã chấm dứt bên dưới tháp đèn kia rồi. Chi phủ đại nhân, chuyện lần trước tần hoan đi nghĩa trang nghiệm thi, ngoại trừ ngụy công tử thì chỉ còn những người ở đây biết đến. Hầu ra, phu nhân và thái trưởng công chúa đương nhiên sẽ không đi nói lung tung, vậy còn bên phía chi phủ đại nhân có tiết lộ ra ngoài không? Còn người hoác hoài tín trợn to, không thể tin được là lại có người muốn giết tần hoan. Đương nhiên không có. Nói xong, có vẻ như vừa nghĩ đến cái gì, hoác hoài tín nói. Tiểu tử nhà ta cũng sẽ không, sau hôm đó nó đóng cửa không ra ngoài, ngay cả cửa viện của nó cũng không ra một bước chứ đừng nói ra khỏi nhà, hai tên sai vặt cũng chỉ hầu hạ bên cạnh nó nên đương nhiên không có khả năng tiết lộ việc này. Còn có từ hà, hắn cũng sẽ không dám nói lung tung làm bậy. Hoác Hoài Tín khẽ nhếch mày. Cửu cô nương nghi ngờ, người muốn hại ngươi là bởi vì biết ngươi đang giúp nha môn nghiễm thi. Tần Hoan gật đầu. Đúng thế, Tần Hoan vốn không uy hiếp được bất cứ ai, nếu không liên quan đến chuyện nghiệm thi thì kẻ đó sẽ chẳng phải trăm phương ngàn kế muốn giết Tần Hoan. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Phủ đột nhiên dùng mình khi nghĩ đến Tần Phủ, thế nhưng nàng lại lắc đầu ngay lập tức. Người Tần Phủ muốn giết nàng sẽ không thể cải trang thành dáng vẻ của nhạc thanh tần phủ không có ai quen thuộc nhạc thanh cả. Có điều tình hình hiện tại gần như tương tự với cửu tiểu thư bị hại trước đây. Cửu tiểu thư cũng bị dẫn dụ đi qua, mà xem ra người ngoài thì không thể dẫn dụ nàng đi qua con ngõ nhỏ tối tăm kia để đến chỗ có tháp đèn được. Chuyện này giống với chuyện nàng không hiểu vì sao cửu tiểu thư lại đi đến rừng trúc, nhất định, nhất định là có cái gì đó thu hút cửu tiểu thư đến rừng trúc. Hoác hoài tín nhăn chặt mày. Thế nhưng hung thủ làm sao biết được? Tần Hoan siết chặt nắm tay. Có thể khẳng định hung thủ đang ở trong hầu phủ, không thể là người của hầu phủ. Vậy thì hung thủ nhất định là ở trong số thị vệ và hầu tỷ của Tống Thị. Hôm nay vốn là lễ thu tịch, là ngày mà Thái trưởng Công Chúa và Giang Thị đến để tế tự cầu phúc. Là ngày đám tiểu bối nhạc ngưng đi dạo chơi thư thả tâm tình, thế nhưng không nghĩ đến lại gặp phải một vụ mưu sát không thành. Vụ mưu sát đã phá tan hết bầu không khí vui vẻ của lễ thu tịch, mà tất cả việc này lại liên quan đến hung thủ giết hại Tống Nhu vẫn còn ẩn trong bóng tối. Chi phủ đại nhân, có lẽ hung thủ đã dọn dẹp sạch sẽ chỗ rừng Bạch Dương nên không tìm thấy được chứng chứ xác thực, trước mắt chỉ có hai con đường. Thứ nhất là đợi tin tức từ Kinh Thành, thứ hai là phải mổ nghiệm. Giọng nói tần hoan nghiêm trang, nàng vừa dứt lời ngụy môn chi đã lên tiếng. Cửu cô nương, không thể, thân phận của tiểu nhu xác thực là không thể mổ nghiệm. Không chỉ có như vậy còn phải bảo tồn xác chết hoàn hảo, ít nhất phải chờ người quốc công phủ đến rồi nói sau. Sắc mặt ngụy môn chi đen xì, đáy mắt vừa có đau đớn vừa có phản kháng, biểu tình cực kỳ thê lương thống khổ. Tần hoan liếc nhìn hắn. Ngụy công tử cho rằng mổ nghiệm là bất kính với người chết. Ngụy ngôn chi không dám đối diện với ánh mắt trầm tĩnh trang nghiêm của tần hoan hắn đã được chứng kiến lúc tần hoan mổ nghiệm, lúc đó nàng không có bất cứ một thái độ bất kính nào đối với người chết. Ngụy Ngôn Chi quay đầu đi. Cũng không phải, chỉ là thân thể da tóc thuộc về phụ mẫu, cứu cứu và cứu mẫu biết được tiểu nhu chết đã thương tâm không sống nổi, nếu nghĩ đến sau khi chết tiểu nhu lại còn bị. Bọn họ nhất định sẽ không chấp nhận được. Huống chi chính bản thân Tiểu Nhu cũng không muốn sau khi chết rồi lại nhìn thấy thân thể của mình bị mổ xẻ thành dáng vẻ đẫm máu tàn nhẫn. Tiểu Nhu chết vốn là do ta bảo hộ không chu toàn, chưa mắt ta sao có thể nhìn nàng bị. Không được, không thể mổ nghiệm. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.